chú anh chị đã đến video tiếp theo của Khánh Hoàng. Và hôm nay Khánh đang ở trên bỏ của chú anh chị, cũng là cái nơi mà Thí Múc ở trọ đó. Hôm nay có dịp để chia sẻ đến cô chú anh chị đó là rễ của Thí Múc đó. Nghe nói ốc đây là dữ lắm nhiều luôn cô chú anh chị. Sâu không Cường? Mấy bên kia là chợ bỏ các cô chú anh chị. Bên kia là cái hướng đó nó sẽ qua bên Đồng Tháp đó. Qua cái đò đó là tới Đồng Tháp đó cô chú anh chị. Đang bắt ốc. Ốc đó là ốc gì vậy Cường? Quấn. Quấn ha. Còn nhiều dữ ta. Này có khi nào bắt được 1 kg 2 kg đi không ta? Này bắt chắc đầy thao luôn quá. Mang ốc này chắc hết chứ Thí Múc nữa quá. Không có mò hả? Ở đằng kia là cái ghe cào quá Cường. Đang ở dưới cái bờ kè của chú anh chị. Chỗ này nó sạt lở quá trời, nó làm nhà nước làm cái này để cho hạn chế sạt lở. Chú anh chị đang uống cà phê bên kia là rất vui luôn. Em đây mấy năm rồi? Ở đây năm mấy rồi ha. Cái ghe đó là ghe cào của chú anh chị. Ghe đó chuyên về cầu cá. Gì Cường? Xào sớt rồi đó ha. Đây nước đang lớn luôn cô chú anh chị ơi. Nước nó chảy vô à. Cường cũng bắt được mớ rồi. Đây nước cạn hình màu nhiều lắm hả Cường? Một hả? Lấy chưa? Dạ. Bác hỏi cái hết ốc quá. Bên đó là cái đình hay Cường? Chia là có đình luôn các chú, đình và chợ luôn, nó gần nhau luôn. Nhiều đủ ăn chưa? Thôi đủ rồi lên đi. Hai chồng ăn đâu có nhiều ha. Lên thôi. Cường với Lùng ở giỏi lắm luôn á cô chú anh chị. Cái dàn lưới bắt ốc lắm.
cũng đựng thao ốc ha, được mớ cũng cả ký vậy ha. Dạ. Được mớ. Đây là cái chỗ nhà trọ của Cường này của chú anh chị. Em ở phía sau. Bắt được mớ đó. Đủ ăn, đủ hai chồng ăn rồi. Nó ngâm nước là gì cơ? Ờ, có bụi xả ra hồi ra đó, mình nhổ dài nó xả vô. Vô quay cái chỗ nhà của Cường ở cho cô chú anh chị xem nha. Đây cái chỗ Cường ở nè. Thao được nhiêu đâu? Vô thao bự luôn hả? Cái đó bắt trước rồi ngâm để dành lại hay vậy ha. Mòn ơi cũng nhiều chứ bộ. Mình bắt hai lần mà được nhiêu đó hả? Giỏi quá ta. Bây giờ bắt cá lúc trước bắt lần một và chạy sau luôn. Cái đó mình có ớt ha, mình ngâm nó cho nó ra dơ thùng nữa. Ngâm cái mai nha. Rồi. Con ốc đỏ bu rồi vậy? Bu vàng. Bự dữ nha. Cường mở quê là đâu có sợ thiếu đồ ăn ha. Giỏi. Thằng lùng ở dưới nó cũng giỏi nữa, cũng văn lứ như thằng Cường vậy đó. Có thằng nhóc cũng giỏi nữa. Nhóc nhậu hay. Ở này nhiều lắm mà cái Cường. Ăn hai ngày đó chứ. Cưng cưng ở đây làm bao nhiêu năm rồi? Cường ở đây luôn là năm mấy đó hả Cường? Rất gọn gàng nhà của chỗ trọ của Cường là rất gọn gàng rồi chú anh chị. Rất là giỏi. Đây ngâm tới ngày mai đã nhả sình hết rồi ha. Con cá là con cá lò kiến nè, kiếm cho kiến luôn. Hay ha. Rồi, thôi tắm đi ha. Hello Quỳnh. Hello chú. Ờ, chơi nội hả con? Đang chơi game. Chơi game luôn. Game gì vậy? Ba mẹ đâu? Ba mẹ ở đây. Ba mẹ bỏ rồi. Trời. Đi đâu nữa trời? Hai vợ chồng của em Cường đang giặt đồ của chú anh chị. Giỏi ghê không? Thương tên cà gót hả? Cà lý. Hai chồng dễ thương quá. Đó, hai chồng nè, bữa nay Cường không có đi làm phụ vợ nè, giặt đồ. Rất là tình tứ luôn á cô chú anh chị. Dễ thương quá à. Mới bắt ốc xong. Bắt ốc xong thì giặt đồ tiếp vợ luôn nè. Lâu ta nghỉ thì cũng cho ta nghỉ ngơi nghe, không có bắt làm công chuyện nghe cưng. Tại thương vợ giặt tiếp phải không?